Những ai kiêu căng khinh mạn, thế lực hết sức bạo ác, điều này cũng là chưa trọn nghĩa. Bạch Thế Tôn, có những nữ nhân tánh khí mạnh mẽ vì lòng kiêu mạn mà xuất gia học đạo, nghiêm giữ cấm giới, thành tựu oai nghi, gìn giữ các căn chẳng cho vọng động. Như vậy thì hết thảy kiêu căng khinh mạn chưa hẳn đã là bạo ác. Những người hiền lành, lương thiện, ai ai cũng mến cũng thương, câu ấy cũng chưa trọn nghĩa. Ví như có người trong lòng phạm bốn cấm giới nặng nhưng không xả bỏ y phục người tu, kiên trì giữ theo oai nghi. Những người hộ trì chánh pháp thấy vậy đều chẳng ưa thích. Người ấy đến lúc mạng chung ắt đọa địa ngục. Như có người hiền lành đã lỡ phạm cấm giới nặng, những người hộ pháp thấy vậy liền đuổi ra khỏi tăng đoàn, khiến phải bỏ đạo mà trở lại thế tục. Vì nghĩa ấy nên những người hiền lành lương thiện chưa hẳn đã được tất cả mọi người thương mến. Lúc ấy Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: vì có nhân duyên nên trong bài kệ ấy Như Lai mới thuyết giảng không trọn nghĩa, lại cũng có nhân duyên nên chư Phật Như Lai mới thuyết giảng pháp này. Thuở ấy thành Vương Xá có một cô gái tên là Thiện Hiền, nhân khi về thăm nhà cha mẹ, cô có đến chỗ ta mà quy y Tam Bảo rồi nói ra lời này: hết thảy phụ nữ đều chẳng tự do, hết thảy đàn ông tự tại không ngại. Lúc ấy ta biết được trong lòng cô gái ấy mới vì cô mà thuyết giảng bài kệ như vậy. Văn Thù Sư Lợi: lành thay, lành thay, nay ông có thể vì tất cả chúng sanh mà hỏi Như Lai về nghĩa sâu kín như vậy. Văn Thù Sư Lợi lại đọc kệ rằng: hết thảy mọi chúng sanh đều sống nhờ ăn uống, hết thảy người sức mạnh trong lòng không tật đố, hết thảy do ăn uống nên mắc nhiều bệnh khổ, hết thảy do tu tịnh nên được hưởng an vui. Như vậy Bạch Thế Tôn hôm nay thọ nhận Thuần Đà cúng dường món ăn thức uống, Như Lai há không có điều lo sợ hay sao? Lúc ấy Đức Thế Tôn lại vì Bồ Tát Văn Thù mà đọc kệ rằng: chẳng phải mọi chúng sanh đều sống nhờ ăn uống, chẳng phải người sức mạnh đều không lòng tật đố, chẳng phải đều do ăn nên mắc phải bệnh hoạn, chẳng phải ai tịnh hạnh cũng đều được an vui. Văn Thù Sư Lợi: nếu ông có bệnh thì ta cũng vậy, ắt cũng phải có bệnh khổ. Vì sao vậy? Các vị A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Như Lai thật không có việc ăn uống. Chỉ vì muốn giáo hóa chúng sanh nên thị hiện thọ dụng vật thực mà vô lượng chúng sanh dâng hiến, khiến họ được trọn vẹn hạnh bố thí để cứu giúp những cõi địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Nếu nói rằng Như Lai 6 năm khổ hạnh nên thân thể gầy yếu, thật không thể có. Chư Phật Thế Tôn tự mình đã vượt khỏi các cảnh giới hiện hữu, không giống như kẻ phàm phu, làm sao thân thể lại phải gầy yếu? Chư Phật Thế Tôn đã tinh cần tu tập được thân kim cang kiên cố, chẳng giống như thân mong manh dễ hư hoại của người đời. Các đệ tử của ta cũng vậy, không thể nghĩ bàn, không phụ thuộc vào sự ăn uống. Hết thảy người sức mạnh trong lòng không tật đố, câu ấy cũng chưa trọn nghĩa. Như người thế gian có khi trọn đời chẳng hề sanh lòng tật đố, nhưng cũng chẳng có sức mạnh gì. Hết thảy do ăn uống nên mắc nhiều bệnh khổ, câu ấy cũng chưa trọn nghĩa. Cũng có những người mắc bệnh do các điều kiện bên ngoài, chẳng hạn như bị thương do mũi nhọn, gươm, đao, giáo, kích. Hết thảy do tu tịnh nên được hưởng an vui, câu ấy cũng chưa trọn nghĩa. Thế gian cũng có những kẻ ngoại đạo mặc dù tu hạnh thanh tịnh nhưng chịu nhiều khổ não. Vì nghĩa ấy, chỗ thuyết giảng của Như Lai hết thảy đều chưa trọn nghĩa, đó gọi là Như Lai chẳng phải không có nhân duyên mà thuyết ra kẻ ấy thật có nhân duyên nên mới thuyết giảng. Ngày trước ở nước Ưu Thiền Ni có một người Bà La Môn tên là Cổ Đề Đức đến chỗ ta ở muốn thọ pháp Bát Quan Trai. Lúc đó ta bèn thuyết với ông ấy bài kệ này. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, những gì gọi là nghĩa trọn vẹn, thế nào gọi là nghĩa bao gồm hết thảy? Thiện nam tử, trừ ra các pháp trợ đạo, còn các thiện pháp an vui thường tồn đều gọi là bao gồm hết thảy. Các pháp này gọi là bao gồm hết thảy cũng gọi là nghĩa trọn vẹn. Ngoài ra các pháp khác đều có nghĩa trọn vẹn, cũng có nghĩa chưa trọn vẹn. Hôm nay ta muốn khiến cho những thiện nam tử ưa chuộng chánh pháp được rõ biết những ý nghĩa trọn vẹn và chưa trọn vẹn như thế. Bồ Tát Ca Diếp trong lòng hết sức vui sướng, vô cùng phấn khích, liền đối trước Phật bạch rằng: kỳ lạ thay, Thế Tôn, ngài xem chúng sanh đều bình đẳng, hết lòng thương yêu Như La Hầu La. Lúc ấy Phật khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp: lành thay, lành thay, chỗ thấy của ông nay rất sâu xa mầu nhiệm. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nguyện Như Lai thuyết giảng chỗ được công đức của kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Phật bảo Ca Diếp: thiện nam tử, như có ai được nghe tên kinh này thì các vị thanh văn Bích Chi Phật không đủ sức tuyên thuyết chỗ được công đức của người đó, chỉ có chư Phật mới có thể biết. Vì sao vậy?
Cảnh giới của chư Phật là không thể nghĩ bàn, chỉ nghe tên kinh mà còn được công đức như thế, huống chi là những người thọ trì đọc tụng thông suốt, sao chép trọn quyển kinh này. Bấy giờ chư thiên loại người và Atula liền đối trước Phật khắc miệng đồng lời mà tụng kệ rằng: chư Phật khó nghĩ bàn, Pháp Tăng cũng như thế, cho nên nay khuyến thỉnh, xin Phật tạm nán lại. Tôn giả Đại Ca Diếp cùng với Ngài A Nan và đổ chúng hai vị, giây lát sẽ đến đây. Lại vua nước Ma Già, Đại Vương A Xà Thế, hết lòng kính tín Phật, cũng chưa đến nơi đây, thỉnh nguyện Đức Như Lai thương xót chủ giây lát, ở giữa đại chúng này dứt lưới nghi chúng con. Lúc ấy Như Lai vì đại chúng mà nói bài kệ này: trường tử trong Pháp ta, ấy là Đại Ca Diếp, A Nan siêng tinh tấn, dứt được các mối nghi. Các ông nên xét kỹ, A Nan bậc nghe nhiều, tự nhìn được hiểu rõ lẽ thường và vô thường. Vậy các ông chớ nên ôm lòng lo buồn quá. Lúc ấy đại chúng đem mọi phẩm vật và mà cúng dường Như Lai. Cúng dường Phật rồi ai nấy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các vị Bồ Tát số nhiều vô lượng vô biên như các sông Hằng đều được chứng đắc địa vị sơ địa. Bấy giờ Đức Thế Tôn thọ ký riêng cho Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Ca Diếp và Thuần Đà thọ ký riêng rồi, Phật dạy rằng: các vị thiện nam tử, mỗi người nên tự tu hành trong tâm, cẩn thận đừng phóng dật. Này ta thấy đau ở lưng, khắp thân thể cũng đều đau, vậy ta muốn nằm như đứa trẻ thơ, cũng như kẻ thường đau yếu. Văn Thù và các ông nên vì bốn bộ chúng mà thuyết rộng đại pháp, này ta đem pháp này giao phó lại cho các ông. Khi nào Ca Diếp và A Nan đến đây, các ông lại sẽ giao phó chánh pháp này cho hai người ấy. Lúc ấy Như Lai nói xong mấy lời này rồi, vì muốn điều phục chúng sanh nên hiện thân có bệnh, nằm nghiêng về bên mặt giống như người bệnh.